và các bạn đến với kênh thông tin bất động sản Biển Xanh. Chúc anh chị và các bạn nhiều sức khỏe, bình an và luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Biển Xanh là kênh chuyên cung cấp và review những sản phẩm bất động sản sạch, giá rẻ, pháp lý rõ ràng tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, nằm ở vùng ven phía tây bắc thành phố Hồ Chí Minh. Những anh chị chính chủ có nhu cầu cần bán bất động sản của mình, xin vui lòng gửi thông tin về số Zalo 0377304018. Biển Xanh sẽ kết nối đến người cần mua một cách nhanh nhất quý anh chị nhé. Trong video ngày hôm nay thì Biển Xanh xin được phép chia sẻ và giới thiệu đến quý anh chị mình một lô đất giá rẻ ký gửi mới tọa lạc tại ấp Rừng Xến, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Cách mặt tiền đường tỉnh lộ 9 chỉ 450m, khu vực dân cư ổn định đông đúc quý anh chị nhé. Và ở ngoài dân, những con đường đá xanh to rộng như thế này thì đang chuẩn bị là đổ nhựa cũng như là đổ bê tông rất là nhiều các cái tuyến đường để chuẩn bị nông thôn mới đô thị hóa để lên thành phố Đức Hòa. Cho nên những con đường đá xanh to rộng như thế này thì tiềm năng tương lai tăng giá rất là cao. Và ngày hôm nay thì Biển Xanh sẽ dẫn quý anh chị mình tham quan một vị trí ký gửi mới, giá chỉ có 1 tỷ 200 triệu Việt Nam đồng, giá đã bao gồm toàn bộ chi phí sang tên quý anh chị nhé. Lô đất ngày hôm nay là có hướng bắc cho nên mình xây nhà để ở thì cũng khá là mát, đường thông to, xe hơi xe tải là vào tới đất, dân cư cực kỳ là ổn định và đông đúc. Lô đất có hướng bắc, diện tích là ngang 5, dài 20, tổng diện tích trên sổ là 100m², đất có sổ hồng riêng sẵn rồi cho nên mình mua là chỉ việc đặt cọc và hẹn ngày đi công chứng sang tên thôi quý anh chị. Đất đã lên thổ cư 100% quý anh chị nhé. Từ bên cọc bê tông này mình đo sang 5m và dài xuống phía sau là 20, tổng diện tích trên sổ là 100m². Tọa lạc ngay tại khu vực ấp Rừng Xến, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Mặt tiền đường đá xanh trước đất rộng 5m, con đường này chạy thông và từ đây chúng ta chạy ra tới mặt tiền đường tỉnh lộ 9 chỉ 450m mà thôi. Giá chỉ có 1,2 tỷ Việt Nam đồng, giá chốt bao thuế phí công chứng sang tên. Quý anh chị nào đang xem được video clip này của Biển Xanh thấy vị trí này phù hợp nhu cầu tài chính của mình đang tìm kiếm thì còn chần chừ gì mà không nhấc máy lên kết bạn Zalo hoặc gọi trực tiếp cho Biển Xanh qua số hotline quen thuộc 0377304018 để sở hữu ngay cái vị trí này quý anh chị nhé. Và ở khu vực xã Mỹ Hạnh Bắc và xã Mỹ Hạnh Nam, những cái vị trí gần đường lớn, gần chợ, gần trường, gần khu trung tâm hành chính thì với hơn 1 tỷ chúng ta rất là khó kiếm sản phẩm. Và bây giờ cái lô này thì do anh chủ cần tiền bán với giá chỉ có 1 tỷ 2 để bán nhanh trong 5 ngày. Quý anh chị nào quan tâm thì hãy kết bạn Zalo hoặc gọi trực tiếp cho Biển Xanh qua số hotline quen thuộc trên màn hình nhé. Chúc anh chị và các bạn luôn nhiều sức khỏe, bình an và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.